Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng, giáo dục lịch sử, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam, tuyên truyền giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Bằng các chương trình hoạt động nổi bật như chương trình giao lưu kết nghĩa văn hóa văn nghệ, dân vũ thể thao, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về nghị quyết và điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13, trao hỗ trợ chương trình mẹ đỡ đầu, tổ chức sinh hoạt chuyên đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, đã khẳng định sự trưởng thành, phát triển của tổ chức hội và phong trào phụ nữ thành phố, tạo khí thế phấn khởi thi đua trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố. Về phía thành hội thì cũng đã tổ chức chuỗi các hoạt động và phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, tri ân và tôn vinh tri hội trưởng đã có nhiều cái đóng góp gắn bó sát son với công tác hội phong trào phụ nữ. Riêng tháng 10 năm 2022, với chủ đề Tháng yêu thương, các chi hội phụ nữ trên địa bàn đã hoạt động tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, vui tươi, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự giao lưu gắn kết giữa các hội viên phụ nữ, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Đó là để thu hút các hội viên, vì đa số phần là các chị là cán bộ công chức, nên khi mà các chị mà thu hút mà nhàm chán là hội viên họ sẽ không đến thăm dự sinh hoạt. Nên tôi mong rằng các cấp hội cũng nên khi mà thu hút hội viên thì cũng phải thay đổi các phương thức, các hoạt động làm sao cho hội viên đến đông nhất. Mỗi chương trình hoạt động đều góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong việc chủ động tích cực tham gia công tác hội, bình đẳng giới, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thi đua trong lao động sản xuất để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.